quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Ứng viên Tổng thống Donald Trump sắp đến thăm Dearborn, bang Michigan, thành phố có đông người Ả Rập nhất cả nước, nơi được cho là cực kỳ bất lợi đối với bà Harris. Metro Detroit là nơi cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập tập trung đông nhất cả nước, phần lớn trong số họ sống ở Dearborn, thành phố nơi Tổng thống Joe Biden giành chiến thắng với tỷ lệ 3-1 trong cuộc bầu cử năm 2020 đã bị xáo trộn bởi tình hình Trung Đông, khi nhiều người bất bình với cách chính quyền đương nhiệm xử lý cuộc xung đột Israel-Hamas. Ông Osama Siblani, một nhà lãnh đạo ở địa phương cho biết, trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris đang thông qua những người đại diện để xoa dịu căng thẳng trong cộng đồng, thì sự xuất hiện của ông Trump sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một ứng cử viên Tổng thống đến khu vực này. Đầu năm nay, bà Harris đã gặp thị trưởng Abdullah Hamoud, một người thuộc Đảng Dân Chủ, nhưng cuộc trao đổi của họ diễn ra ngoài Dearborn. Ông Sam Abbas, chủ sở hữu của The Great Commoner ở Dearborn, nói với AP rằng ông Trump sẽ đến thăm nhà hàng của ông. Chúng tôi mong đợi một số phát biểu về việc chấm dứt xung đột và mang lại hòa bình cho Trung Đông. Tôi không ở đây để tham gia chính trị. Tôi không ở đây để nói với mọi người rằng tôi sẽ bỏ phiếu theo cách nào. Tôi chỉ ở đây vì người thân của chúng tôi đang bị tàn sát và chúng tôi chỉ muốn chấm dứt xung đột. Hãy dừng ném bom. Trong cuộc vận động ở Michigan tuần trước, ông Trump đưa một số người Hồi giáo địa phương lên sân khấu cùng ông. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cũng đã nhận được sự ủng hộ từ hai thị trưởng thuộc Đảng Dân Chủ ở các thành phố có đa số dân là người Hồi giáo. Dù nhiều nhà lãnh đạo thuộc Đảng Dân Chủ trong cộng đồng Hồi giáo ở Mỹ không ủng hộ bà Harris, nhưng họ vẫn đánh giá tiêu cực về ông Trump và cho rằng những ủng hộ mà ông Trump nhận được không phản ánh quan điểm của đa số trong cộng đồng. Họ vẫn nhớ lời kêu gọi của ông phải đóng cửa hoàn toàn nước Mỹ đối với người Hồi giáo và hạn chế đi lại đối với du khách từ các quốc gia có đa số người Hồi giáo. Một số người cũng khó chịu với việc ông Trump gợi ý sẽ trao cho Israel nhiều quyền hơn để tấn công các đối thủ của mình trong khu vực. Dù vậy, Đảng Dân Chủ lo ngại những cử tri trung thành truyền thống có thể chuyển sang ủng hộ ông Trump hoặc không đi bỏ phiếu. Điều này có thể là vấn đề quan trọng ở Michigan, một bang dao động mà cả hai đảng đều coi là không chắc chắn. Ông Abbas cho biết các đồng minh của ông Trump đã liên hệ với ông cách đây vài tuần về việc đón ứng cử viên này ở Dearborn. Trước khi đón, ông Abbas muốn thấy ông Trump đưa ra tuyên bố về ý định chấm dứt xung đột và giúp chúng tôi xây dựng lại Liban, giúp đỡ những người phải di rời và bị thương. Tuyên bố đó được đưa ra hôm 30 tháng 10 khi ông Trump đăng trên mạng xã hội X rằng ông muốn chấm dứt đau khổ và tàn phá ở Liban. Ông viết, tôi sẽ duy trì mối quan hệ đối tác bình đẳng giữa tất cả các cộng đồng người Liban. Bạn bè và gia đình của các bạn ở Liban xứng đáng được sống trong hòa bình, thịnh vượng và hòa thuận với những người hàng xóm của họ. Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Sau khi ông Trump đăng phát biểu này, ông Abbas đồng ý tổ chức sự kiện vào ngày 2 tháng 11 với sự tham gia của khoảng 100 người từ cộng đồng địa phương và nói rằng ông ấy đến với chúng tôi về cơ bản là để nói với chúng tôi rằng này, tôi đã làm những gì các bạn yêu cầu. Ý định của tôi, ý định thực sự của tôi là mang lại hòa bình và chấm dứt xung đột. Dù có rất ít khả năng đắc cử, nhưng sự xuất hiện của các ứng cử viên tổng thống tự do và từ các đảng nhỏ cũng sẽ có tác động nhất định đến kết quả bầu cử của cặp đôi Trump-Harris. Đây là những biến tố thường bị bỏ qua trong cuộc đối đầu giữa hai đảng lớn mà ranh giới giữa chiến thắng và thất bại đôi khi được quyết định chỉ với vài lá phiếu. Bước vào đường đua tranh cử với xuất phát điểm mạnh, là thành viên của gia tộc Kennedy danh giá và là cháu trai của cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy. Ứng cử viên 70 tuổi Robert Kennedy Jr. đã công khai đối đầu với ông Joe Biden cho vị trí đại diện tranh cử của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2023, nhận thấy khả năng chiến thắng Tổng thống đương nhiệm trong cuộc bầu cử sơ bộ khá mong manh, ông Kennedy đã từ bỏ Đảng Xanh và chính thức trở thành một ứng viên tự do. Đến tháng 8 năm nay, ứng viên Kennedy đã đình chỉ chiến dịch của mình và quay sang ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Nếu tái đắc cử, ông Kennedy hứa sẽ rút lại sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine và cam kết đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời ban hành lệnh cấm vận động hành lang trong 5 năm đối với các cựu quan chức chính phủ nhằm quét sạch nạn tham nhũng. Ông cũng cam kết sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên nhậm chức, nêu rõ rằng bất kỳ quan chức chính phủ nào gian dối sẽ mất việc.
Ban đầu khi tuyên bố ứng cử Tổng thống vào tháng 6 năm 2023, ông Kanye West có ý định gia nhập Đảng Nhân dân trước khi chuyển hướng để tìm kiếm đề cử của Đảng Xanh. Chỉ tháng sau, ông đã từ bỏ hoàn toàn ý định trở thành đại diện của bất kỳ đảng nào và đứng ra tranh cử với tư cách là một ứng viên độc lập. Ông West tuyên bố sẽ gây sức ép buộc Israel phải đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và rút khỏi lãnh thổ Palestine, đồng thời cắt đứt mọi viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine và thúc đẩy việc xóa bỏ NATO. Ông cũng cam kết ban hành chế độ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả cư dân Mỹ, đồng thời ngừng mọi dự án cho thuê dầu khí trên đất liên bang. Bà Jill Stein ban đầu là người quản lý chiến dịch của ông Kanye West trong thời gian ngắn, nhưng sau khi chuyển sang ứng cử độc lập, bà Stein tự tìm kiếm một đề cử của đảng này. Chiến dịch của bà chủ yếu tập trung vào việc chống lại sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden đối với Israel trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Bà Stein đã đề xuất một chính sách về khí hậu tiến xa hơn thỏa thuận xanh mới của Đảng Dân Chủ, thúc đẩy Mỹ đạt được mức phát thải carbon bằng không trong một mốc thời gian nhanh hơn. Bà ủng hộ việc đảm bảo giáo dục công miễn phí từ mẫu giáo đến đại học, đồng thời sẽ xóa bỏ mọi khoản nợ y tế, cũng như tăng gấp đôi số lượng thẩm phán tòa án tối cao và áp dụng giới hạn nhiệm kỳ 18 năm cho họ. Bà đã cam kết sẽ rút lại sự hỗ trợ của Nhà Trắng cho Israel và Ukraine. Ông Chase Oliver đã giành được đề cử của Đảng Tự do sau 7 vòng bỏ phiếu tại đại hội đảng này vào tháng 5 năm 2024. Về chính sách nghị sự của mình, ứng cử viên này đã kêu gọi đơn giản hóa con đường trở thành công dân cho người nhập cư và mở rộng thị thực lao động. Giống như các ứng cử viên khác, ông đã cam kết rút Mỹ khỏi mọi cuộc xung đột nước ngoài, bao gồm cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine và Israel, đồng thời xóa bỏ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ông cũng đề xuất hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa trên toàn liên bang và ân xá cho tất cả những người phạm tội ma túy phi bạo lực. Nhà báo Harry Enten, phụ trách dữ liệu chính trị cấp cao của hãng tin CNN hôm thứ Ba đã xem xét khả năng các nhà thăm dò ý kiến có thể đang đánh giá thấp cơ hội của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vào năm 2024, giống như họ đã làm vào năm 2016 và 2020. Ông Enten trả lời phỏng vấn của News Center rằng điều đó rất khó có thể xảy ra. Ông nói, tôi đã quay lại và kiểm tra xem liệu một đảng có vượt qua được các cuộc thăm dò trong 3 chu kỳ bầu cử tổng thống liên tiếp ở các tiểu bang chiến trường quan trọng hay không. Điều đó chưa bao giờ xảy ra kể từ năm 1972. Vì vậy, nếu các cuộc thăm dò đánh giá thấp ông Donald Trump một lần nữa, thì đó sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử. Ông Enten thừa nhận, một số người cho rằng bản thân cựu Tổng thống Trump là người chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng những người thăm dò ý kiến thường nhận ra rằng họ không tính đến một bộ phận cử tri nào đó và điều chỉnh lại dự đoán của mình. Ông Enten đưa ra giả thuyết rằng, tôi nghĩ rằng điều đó giúp giải thích tại sao chúng ta chưa bao giờ thấy cùng một đảng bị đánh giá thấp 3 lần liên tiếp trong các cuộc bầu cử Tổng thống, ít nhất là trong 52 năm qua. Theo dữ liệu thu thập được từ CNN, Edison Research và Catalyst, một công ty cung cấp dữ liệu phân tích và các dịch vụ khác cho Đảng Dân Chủ, học giả và các nhóm vận động phi lợi nhuận, bao gồm thông tin chi tiết về những người sẽ bỏ phiếu trước tháng 11. Cho đến nay, tỷ lệ bỏ phiếu trước bầu cử trên toàn quốc đã giảm đáng kể so với thời điểm này 4 năm trước, khi số lượng cử tri đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử đạt mức kỷ lục trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tổng số phiếu bầu trước bầu cử chiếm hơn 30% trong số khoảng 158 triệu phiếu bầu cho Tổng thống năm 2020. Trên khắp các tiểu bang mà Catalyst có dữ liệu tương đương, những người bỏ phiếu sớm cho đến nay đều lớn tuổi hơn, có nhiều khả năng là người da trắng và có nhiều khả năng là đảng viên Cộng hòa hơn so với thời điểm này 4 năm trước. Những xu hướng này cũng thường đúng khi có dữ liệu ở 7 tiểu bang có khả năng quyết định cuộc bầu cử. Xu hướng bỏ phiếu sớm không thể dự đoán được kết quả của cuộc bầu cử, nhưng chúng có thể cung cấp manh mối về những người sẽ bỏ phiếu, ít nhất là cho đến nay. Cho đến nay, trên 39 tiểu bang mà Catalyst có dữ liệu cho cả 2 năm, cử tri từ 65 tuổi trở lên chiếm 44% tổng số phiếu bầu đã trả lại, tăng 9% so với thời điểm này vào năm 2020. Cử tri từ 30 đến 39 tuổi đã bỏ 9% số phiếu bầu sớm, giảm so với mức 12% vào năm 2020. Khoảng 75% cử tri ở các tiểu bang đó là người da trắng, tăng nhẹ so với mức 73% tại thời điểm này 4 năm trước.
Tỷ lệ phiếu bầu của cử tri da đen không thay đổi, nhưng cử tri gốc Latin và châu Á chiếm tỷ lệ nhỏ hơn một chút trong số cử tri đi bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, tại các chiến trường quan trọng ở Tây Nam và Arizona và Nevada, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump gần như ngang nhau trong cuộc đua vào Nhà Trắng, theo các cuộc thăm dò mới của CNN do SSRS thực hiện. Theo cuộc thăm dò, bà Harris nắm giữ 48% sự ủng hộ trong số những cử tri tiềm năng ở Arizona so với 47% cho ông Trump. Ở Nevada, 48% cử tri tiềm năng ủng hộ ông Trump và 47% ủng hộ bà Harris. Biên độ một điểm đó nằm trong biên độ sai số lấy mẫu của mỗi cuộc thăm dò, không tìm thấy người dẫn đầu rõ ràng ở cả hai tiểu bang.